Trong video ngày hôm nay, gia đình mình sẽ đi camping tại Hồ Cốc, mời các bạn đón xem. Biển Hồ Cốc là một vùng biển nằm ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 125 km về phía đông nam. Trên đường tới Hồ Cốc, các bạn sẽ đi qua khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Vũ. Đây là một con đường đi qua khu rừng phòng hộ rất là đẹp. Các bạn lưu ý nhớ đổ xăng xe đầy đủ và kiểm tra lốp xe trước khi đi qua đoạn này, bởi vì khu vực này sóng điện thoại rất yếu và có lúc sẽ mất hẳn. Sau khi chạy hết cánh rừng thì các bạn sẽ rẽ trái để đi Hồ Cốc hoặc rẽ phải để đi Hoàng Tràm. Cũng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhưng bãi biển Hồ Cốc lại sở hữu cảnh sắc hoang sơ và có phần yên bình khác hẳn với bãi sau nổi tiếng Sô Bồ và những nhịp tại thành phố Vũng Tàu. Sau hơn 3 tiếng di chuyển thì nhà mình đã đến bãi camping tại Hồ Cốc. Điều đầu tiên gia đình mình làm đó là lấp đầy cái bụng trống, bởi vì có thực mới vực được đạo. Ai tắm biển ở ngoài kia? Nãy tắm xe không nổi, trong mày có một ông đó không bảo? Đứng đây để cho tùm. Sau khi tắm biển xong thì mình sẽ làm công tác chuẩn bị mùa nhậu. Một anh lang thang trên phố nhớ mùa mới qua, còn mình anh cô đơn lời nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Sau khi ăn nhậu xong thì mình ra bãi biển đi bắt còng gió chơi. Đấy, 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 đấy. Nè. Mở ra xì gà đâu. Ở đây. Thank you.
hai con liền chạy nhanh nhờ, cực kỳ to luôn, anh thấy không? Cái này khó thấy các bạn ơi. Các bạn mình chĩa thẳng máy vào nhưng mà máy quay hành động nên không thấy được các bạn, mắt người thì thấy nó chạy là vồ thế nào, nó chạy mất đấy. Xe em quay tỏ lắm nhỉ, nó vồ nào đấy. Cái gì ở trên này? Đây, cái lỗ này mới có không nhỉ? Có anh Lâm. Có, thấy luôn. Có, thấy. Đi ra. Thế mà chổng được cái con đấy ra. Ui, lát mẹ rồi. Cái gì? Mất lỗ rồi. Đấy đấy. Chổng lát rồi. Nát rồi. Mạnh quá. Đây, cho rút ra đây. Cái này đi xuống biển nó bắt làm gì? Thả nó xuống biển đấy. Thả nó đi xuống biển đi nước. Bắt thì bắt nhiều nên được. Thả nó bắt. Bỏ ra cho nó chạy. Hai chú con này về xuống rồi. Nó còn ngang nè. Nó đi được xuống biển. Next morning. Và chị tôi đang bê bữa ăn sáng cho mọi người. Ủa, thế ông cứ tưởng là gì Ninh thế mới đẻ chứ nhỉ? Ông còn không biết ông làm sao. Sai rồi, đấy, ông sai rồi. Đúng đúng rồi. Lịch trình buổi sáng ngày tiếp theo thì mình sẽ đi cảng cá Bình Châu rồi về Sài Gòn. Sao lúc về lại nhiều hơn lúc đi đây?
Sau một lúc di chuyển thì mình cũng đã đến cảng cá Bình Châu. Đây là một trong những cảng cá lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tọa lạc ở địa phận xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 70 km. Khi vừa tới cảng thì mình quan sát phía xa thấy có một con tàu đang bị mắc cạn. Có tàu ở Cà Mau đi vào đây luôn. SMO bán sao em? Bé không? Đúng chuẩn tôm hùm biển luôn á. À, con này to này. À, con này to. Bé lắm. Có hai con. Cái thuyền thúng như ai mà không biết lái không gì đâu vậy, nó quay tròn vậy. Ủa sao nó cứ quay tròn? Cái chị Vân gửi. Chuẩn bánh canh chả.